Một cuộc tấn công xuyên biên giới của Nga ở Sumy có khả năng sẽ kéo giãn hơn nữa hàng phòng thủ vốn đã suy kiệt của Ukraine sau khi bộ binh của Moscow tiến vào Kharkiv và mở ra mặt trận mới ở phía đông bắc Ukraine hôm 10 tháng 5, buộc Kyiv phải gấp rút tăng viện. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết về tình hình ở Kharkiv vào cuối ngày 14 tháng 5, theo Reuters, tại một số khu vực nhất định ở Lugansk và Vopchansk, các đơn vị đã di chuyển đến các vị trí thuận lợi hơn trước hỏa lực và hoạt động tấn công dữ dội của địch để bảo toàn tính mạng cho các quân nhân chúng ta và tránh tổn thất. Ngoài việc phá hủy cơ sở hạ tầng và giáng một đòn mạnh vào tinh thần của người Ukraine tại Kharkiv, nơi có thành phố tỉnh lỵ cùng tên lớn thứ hai Ukraine, cuộc tấn công của Nga còn khiến Kharkiv mất tập trung cho hoạt động phòng thủ ở miền đông, nơi Moscow đã dồn sức tấn công trong nhiều tháng. Lãnh đạo tình báo quân sự Ukraine Kirilo Budanov cho biết Moscow đã điều động toàn bộ quân đội có ở khu vực biên giới cho chiến dịch tại Kharkiv, nhưng họ còn có lực lượng dự bị khác mà ông dự kiến sẽ được triển khai trong những ngày tới. Các quan chức hàng đầu Ukraine nói họ không tin Nga có đủ quân số để kiểm soát thành phố Kharkiv cách biên giới Nga khoảng 30 km. Cũng theo ông Budanov, Nga có các nhóm lực lượng nhỏ ở khu vực biên giới gần tỉnh Sumy, giáp với Kharkiv xung quanh thành phố Sudzha của Nga. Từ thành phố này, khí đốt tự nhiên của Nga được vận chuyển qua Ukraine để đến với các khách hàng châu Âu bằng hệ thống đường ống. Ông nói, đối với tỉnh Sumy, Nga thực sự đã lên kế hoạch tấn công ngay từ đầu, nhưng tình hình không cho phép họ thực hiện các hành động tích cực và bắt đầu chiến dịch. Cuộc tấn công của Nga là một phép thử đối với quân số của Ukraine. Các nhà phân tích quân sự cho rằng Kyiv đang thiếu hụt binh sĩ và cần gấp rút bổ sung nhân lực ở chiến trường. Sự thiếu hụt đó càng trầm trọng hơn do viện trợ quân sự quan trọng của Mỹ bị trì hoãn trong nhiều tháng. Nhà phân tích tình báo nguồn mở Emin Kastehenmi của Blackbird Group nói với Reuters rằng trận chiến quan trọng nhất trong cuộc tấn công của Nga đang diễn ra ở Vopchansk, đô thị cách thành phố Kharkiv khoảng 45 km. Nếu Nga muốn tiến xa hơn về phía nam, họ cần phải chiếm Vopchansk. Tại thành phố này, Ukraine đang giao chiến với Nga và có vẻ như lực lượng phòng thủ mạnh hơn của Ukraine cũng bắt đầu xuất hiện cách biên giới khoảng 6-8 km ở những nơi khác, ông cho hay. Theo ông Tamas Gambarasvin, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự của Vopchansk, thành phố gần như đã bị phá hủy. Thành phố vẫn hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Kyiv, nhưng có những nhóm nhỏ cố gắng tiến vào vùng ngoại ô, vì vậy giao tranh đã xảy ra, ông nói. Bà Liz Truesdell, người phát ngôn của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết văn phòng của bà quan ngại sâu sắc trước hoàn cảnh khó khăn của dân thường ở tỉnh Kharkiv, nơi bà cho biết ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 35 người bị thương kể từ ngày 10 tháng 5. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov ngày 14 tháng 5 tuyên bố nhiệm vụ quan trọng là giành thắng lợi và đạt mục tiêu quân sự chính trị trong chiến dịch quân sự đặc biệt, phải hoàn thành nhiệm vụ này với thương vong tối thiểu. Ông Belousov khẳng định giới chức Nga không thảo luận phương án tổ chức tổng động viên hay biện pháp khẩn cấp nào khác nhằm tăng quân số. Nga được đánh giá là có lợi thế về nhân lực lớn hơn Ukraine trên chiến trường. Ông yêu cầu phát triển giáo dục quốc phòng và tận dụng kinh nghiệm trong xung đột với Ukraine để vượt qua đối phương về mặt công nghệ. Ông Belousov nói, đối phương học rất nhanh, tình hình sử dụng công nghệ mới thay đổi mỗi ngày. Chúng ta không thể chỉ học hỏi rồi bám theo, thay vào đó là phải phù đầu đối phương, phải khái quát hóa kinh nghiệm áp dụng công nghệ mới, thử nghiệm các hình thức và phương pháp tác chiến mới. Cũng trong ngày 14 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký các sắc lệnh chính thức bổ nhiệm nội các mới. Với ông Belousov là tân Bộ trưởng Quốc phòng, ông yêu cầu các thành viên nội các mới khẩn trương triển khai các kế hoạch hành động đã báo cáo trước Quốc hội Nga. Điện Kremlin cho biết ông Belousov sẽ không tham gia vào việc đưa ra các quyết định tác chiến trong xung đột giữa Nga và Ukraine. Nhiệm vụ này sẽ do Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga thực hiện. Nga hiếm khi công bố thương vong của quân đội nước này trong xung đột Ukraine. Lần gần nhất, Bộ Quốc phòng Nga công bố số liệu là vào tháng 9 năm 2022, cho biết cập nhật 5.937 quân nhân nước này thiệt mạng. Phương Tây và Ukraine ước tính Nga mất hàng chục nghìn quân trong hơn 2 năm xung đột. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 2 thông báo khoảng 31.000 binh sĩ nước này thiệt mạng trong xung đột với Nga. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 27 tháng 2 cho biết Ukraine đã mất tới 444.000 binh sĩ trong chiến sự, song không nêu rõ bao nhiêu người thiệt mạng và bị thương. Các chuyên gia quân sự tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ESW có trụ sở tại Mỹ cho rằng dựa trên tốc độ tiến quân tương đối nhanh chóng của quân đội Nga ở Volochansk, đồng thời xuất hiện các báo cáo về việc một số cây cầu bắc qua con sông quan trọng bị phá hủy, lực lượng Moscow đang cố gắng nhanh chóng tạo ra một vùng đệm, chứ không phải tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine như viện này đánh giá trước đây.
Kyiv Independent đưa tin quân Nga tiến xa hơn ở Kharkov, khiến ít nhất 5.900 người đã được sơ tán khỏi khu vực kể từ khi lực lượng Nga tiến hành một cuộc tấn công mới. Thống đốc Ole Shinihubov nói trong cuộc họp báo hôm 13 tháng 5, ông cũng nhấn mạnh giao tranh đô thị đang diễn ra ở vùng ngoại ô phía bắc Vovchansk. Theo chính quyền, các công sự trong khu vực đã được xây dựng, củng cố sau khi giành lại thành phố vào năm ngoái. Nhưng tình hình đã và đang cực kỳ khó khăn do Vovchansk nằm gần biên giới Nga và các cuộc pháo kích liên tục. Người đứng đầu cơ quan quân sự thành phố Vovchansk, Tamat Gambrashvili, cho biết hôm 13 tháng 5 rằng việc xây dựng công sự có lẽ không quá chặt chẽ. Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm 13 tháng 5 thừa nhận lực lượng Moscow thành công một phần gần Lukyansk ở Kharkov khi cuộc tấn công của họ trong khu vực vẫn tiếp tục. Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo ngày 13 tháng 5 của ESW. Thứ nhất, lực lượng Nga tiếp tục đạt được những bước tiến quan trọng về mặt chiến thuật ở phía Bắc và Đông Bắc Kharkov vào ngày 13 tháng 5. Và giờ đây, dường như đang ưu tiên việc nhanh chóng thiết lập một vùng đệm dọc biên giới hơn, là tạo điều kiện để xâm nhập sâu hơn vào khu vực phía Bắc Kharkov. Thứ hai, tốc độ tương đối nhanh chóng của quân đội Nga tiến vào Vovchansk và các báo cáo về việc phá hủy một số cây cầu bắc qua các tuyến đường thủy quan trọng cho thấy lực lượng Moscow đang ưu tiên tạo ra một vùng đệm thay vì thâm nhập sâu hơn như ESW đã đánh giá trước đây. Thứ ba, Thư ký Hội đồng An ninh mới được bổ nhiệm của Nga Sergei Shoigu đã tham gia cuộc họp đầu tiên với tư cách mới vào ngày 13 tháng 5 trong bối cảnh có nhiều thông tin cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tập trung huy động nền kinh tế và cơ sở công nghiệp quốc phòng để hỗ trợ cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine. Thứ tư, quyết định của Tổng thống Vladimir Putin về việc điều chuyển ông Shoigu khỏi chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng Nga dường như cũng đã mở ra cơ hội cho sự ra đi của một số cá nhân có liên quan đến vị tướng này khỏi Bộ Quốc phòng. Đây có thể là một trong những kết quả đã được hoạch định từ cuộc cải tổ chính phủ gần đây của người đứng đầu Điện Kremlin. Thứ năm, lực lượng Ukraine được cho là đã thực hiện thành công các cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào căn cứ phòng không của Nga ở Crimea, cũng như các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khá hiệu quả nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Moscow trong lãnh thổ Nga. Thứ sáu, quân đội Nga gần đây đã có những bước tiến được xác nhận gần Lipsy và Vovchansk ở khu vực phía bắc Kharkov. Thứ bảy, quân đội Nga có thể đang tăng cường nỗ lực tuyển dụng lính nghĩa vụ thông qua Hiệp hội Tình nguyện Hỗ trợ Quân đội, Không quân và Hải quân Nga, như một phần của hoạt động huy động thông qua phương thức đăng ký trực tuyến. Thông tấn Nga Interfax hôm 14 tháng 5 dẫn lời đại diện Ủy ban Điều tra Nga. Bà Svetlana Pechenko cho biết, Tổng cục trưởng Tổng cục Nhân sự của Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Yuri Kuneshov đã bị bắt giữ với cáo buộc nhận hối lộ đặc biệt lớn. Bà Svetlana Pechenko thông tin, Cục Điều tra chính thuộc Ủy ban Điều tra Nga đã mở vụ án hình sự đối với ông Yuri Kuneshov. Dựa trên đề nghị của điều tra viên, tòa án đã chọn biện pháp ngăn chặn là giam giữ ông Kuneshov. Theo kết quả điều tra sơ bộ, trong giai đoạn 2021-2023, ông Kuneshov, khi đó là lãnh đạo Tổng cục 8 của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, đã nhận hối lộ từ đại diện của một số tổ chức thương mại để thực hiện một số hành động có lợi cho họ. Ông Kuneshov làm lãnh đạo Tổng cục 8 của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, cơ quan có một trong những nhiệm vụ chính là bảo vệ bí mật nhà nước trong Bộ Quốc phòng Nga từ 2010 đến 2023, trước khi trở thành lãnh đạo Tổng cục Nhân sự của Bộ Quốc phòng Nga 2023. Bà Pechenko cho hay, trong quá trình khám xét nơi cư trú và đăng ký của nghi phạm Kuneshov, các điều tra viên đã phát hiện và thu giữ số tiền bằng đồng rúp và ngoại tệ trị giá hơn 100 triệu rúp, khoảng 1,1 triệu đô la Mỹ, vàng, các bộ sưu tập đồng hồ và vật dụng xa xỉ khác. Đây là quan chức cấp cao thứ hai của quân đội Nga bị bắt trong 2 tuần qua. Giới chức Nga cuối tháng 4 năm 2024 đã bắt cựu Thứ trưởng Quốc phòng Timo Ivanov cùng hai doanh nhân cũng với cáo buộc liên quan đến hành vi nhận đưa hối lộ. Hãng tin AFP cho biết ông Putin sẽ có mặt ở Bắc Kinh trong 2 ngày 16 và 17 tháng 5. Đây là chuyến thăm thứ hai của nhà lãnh đạo Nga tới Trung Quốc chỉ trong vòng hơn 6 tháng và là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ mới. Điện Kremlin thông báo, theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Putin sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc vào ngày 16 và 17 tháng 5.
Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi nhậm chức. Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận chi tiết toàn bộ các vấn đề của quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược, xác định các lĩnh vực chính để phát triển hơn nữa hợp tác thực tế Nga-Trung và trao đổi quan điểm chi tiết về các vấn đề quốc tế và khu vực cấp bách nhất. Sau cuộc gặp, ông Putin và ông Tập sẽ ký tuyên bố chung. Trước khi Nga khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Bắc Kinh và Moscow đã tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác không giới hạn. Kể từ đó, giao thương của hai nước đã tăng lên mức kỷ lục. Các nhà phân tích cho rằng Nga ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc về mặt kinh tế kể từ khi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt chưa từng có sau cuộc chiến ở Ukraine. Bắc Kinh đã bác bỏ những lời chỉ trích về mối quan hệ của họ với Moscow, ca ngợi mối quan hệ đối tác không giới hạn vì nước này được hưởng nhập khẩu năng lượng giá rẻ của Nga và tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ, bao gồm cả việc vận chuyển khí đốt ổn định qua đường ống Power of Siberia. Tuy nhiên, gần đây các ngân hàng Trung Quốc lo ngại lệnh trừng phạt của Mỹ có thể loại họ khỏi hệ thống tài chính toàn cầu. Ông Alexander Gabuev, giám đốc trung tâm nghiên cứu Nga-Á-Âu Carnegie, nói với AFP, người Nga muốn Trung Quốc làm nhiều hơn để hỗ trợ họ, trong khi Trung Quốc miễn cưỡng vì không muốn tạo rủi ro cho mối quan hệ với phương Tây. Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, thương mại giữa Trung Quốc và Nga đã bùng nổ kể từ cuộc xung đột ở Ukraine, đạt 240 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023. Nhưng khi Washington tuyên bố sẽ trừng phạt các tổ chức tài chính tạo điều kiện thuận lợi cho Moscow, xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga đã giảm trong tháng 3 và tháng 4. Bắc Kinh đang đối mặt với những lời kêu gọi tách khỏi Nga hoặc phải đối mặt với những hậu quả mà nền kinh tế đang gặp khó khăn của họ không được trang bị đầy đủ để giải quyết. Các chuyên gia kỳ vọng cuộc họp mang tính biểu tượng cao trong tuần này sẽ bao gồm nâng ly chúc mừng mối quan hệ đối tác không giới hạn, kèm theo ký kết một số thỏa thuận và cam kết tăng cường thương mại. Các nhà phân tích cho biết, nhà lãnh đạo Nga biết rõ rằng Bắc Kinh vẫn quyết tâm ủng hộ Moscow. Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc coi mối quan hệ với Nga là đối trọng với phương Tây và Moscow là đồng minh quan trọng trong cuộc chiến chống lại trật tự thế giới do Mỹ dẫn đầu.